Vâng, điện năng lượng mặt trời thì cũng là một gợi ý và là một giải pháp cho người dân tại Việt Nam khi mà tình trạng cắt điện vẫn đang diễn ra trong những ngày nắng nóng vừa qua. Bên cạnh đó thì tình trạng cắt điện còn tạo ra một cơn sốt khác nữa, đó chính là cơn sốt quạt tích điện hay là máy phát điện. Người dân thủ đô thì đang đổ xô đi mua để mà phòng khi mà nhà mất điện. Điều này khiến cho các mặt hàng này trở nên khan hiếm, phải đặt trước nhiều ngày. Và theo ghi nhận là dù những cơn mưa đã phần nào làm giảm nền nhiệt ở thủ đô, thế nhưng mà cơn sốt quạt tích điện vẫn chưa có những xu hướng giảm. Bạn nhỏ nhất trong gia đình mới 3 tháng tuổi, hai bạn lớn hơn cũng đang trong thời gian nghỉ hè. Nhà chung cư nên nếu mất điện thì sẽ khá bí và nóng. Tối qua, ngay khi nhận được thông báo ngày mai cắt điện, chị Thảo vội vã ra cửa hàng điện máy để mua chiếc quạt tích điện này. Ở chung cư mình rất là ít khi mất điện, nên là khi mà có thông báo mất điện cái là mình hai vợ chồng là ra ngoài siêu thị mua luôn, thì họ cũng bảo đây là chiếc quạt cuối cùng trong ngày. Tại các điểm bán hàng điện máy, lượng khách hàng quan tâm đến mã sản phẩm quạt tích điện cũng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong vài ngày trở lại đây. Theo ghi nhận, khách hàng phải đi nhiều nơi mới tìm mua được. Không ít người còn mua 2 đến 3 chiếc để dự phòng khi thời gian cắt điện kéo dài. Thì em đi những cửa hàng thì em thấy có nơi thì có nhưng giá thành bị đẩy lên khá là cao, và có những nơi thực sự là hết hàng, rất là khan hiếm. Đến đây thì rất may là vẫn còn hàng. Thì thời gian mất điện có khi là từ sáng đến tận tối mới có. Thì tôi chắc là phải mua mấy cái để sử dụng dần đấy. Cái này hết điện thì phải dùng cái khác. Gọi là giá nó cũng hơi cao nhưng mà bây giờ vì nhu cầu ấy, thì mình vẫn phải lựa chọn thôi. 1 đến dưới 2 triệu đồng, đây là giá của một chiếc quạt tích điện được bán tại hệ thống điện máy này. Khoảng 10 ngày trở lại đây thì nhu cầu mua quạt tích điện của người tiêu dùng có sự gia tăng đột biến. Tại điểm bán này thì trung bình một ngày bán trên dưới 150 chiếc. Hiện do nhu cầu gia tăng đột biến nên tại các cửa hàng bán trực tiếp, đại diện một số hệ thống siêu thị điện máy cho biết có thể diễn ra tình trạng thiếu hàng cục bộ. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể đặt mua trực tuyến. Thì cái lượng bán hàng trong những ngày gần đây trung bình một ngày trên khoảng hàng ngàn chiếc, có thể xảy ra cái tình trạng là thiếu hàng cục bộ, cho nên là khách hàng nên mua sắm sớm, tránh để tình trạng thiếu cái thời điểm khách hàng đến thì bị thiếu hàng. Được biết, tùy vào mã sản phẩm, khi sạc đầy, quạt tích điện có thể hoạt động từ 4 đến 8 tiếng. Bên cạnh quạt tích điện, mặt hàng máy phát điện cũng được nhiều người tìm mua, đặc biệt là khách hàng khu vực ngoại thành. Đáng nói, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi tìm mua, bởi theo khảo sát nhanh, không ít điểm bán đã có dấu hiệu đẩy giá lên cao do tình trạng khan hiếm cục bộ. Vâng, có thể thấy rằng là tình hình nắng nóng sẽ còn kéo dài, mặc dù là vài ngày hôm nay thì cũng có mưa nhỏ nhưng mà nó vẫn chưa thể hạ nhiệt ngay được. Vậy nên là cái nhu cầu mua sử dụng những quạt tích điện hay là máy phát điện của người dân cũng sẽ càng tăng cao. Nhưng mà bên cạnh về cái mức giá thành thì có lẽ là người dân cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chất lượng cũng như là nguồn gốc để có thể là đảm bảo an toàn cho bản thân mình.